Hello anh em, chào mừng anh em đến với True Experience Game. Và ở video này, mình sẽ hướng dẫn anh em cách để thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản để giúp anh em có thể lấy được một bộ giáp và một thanh vũ khí cực kỳ xịn ở giai đoạn giữa game nha. Và bộ đôi này có tên là Ragging Wolf và Blasphemous Play. Ok, như tiêu đề thì bộ combo này sẽ chỉ gồm có hai món đồ, đó là bộ giáp Ragging Wolf và thanh kiếm Blasphemous Play. Ragging Wolf là bộ giáp được mặc bởi một trong những Thanis đời đầu của vùng đất Land Between, và hắn có tên là Vagram the Bloody Wolf. Nếu anh em có xem qua các trailer của Elden Ring thì chắc hẳn anh em cũng đã được nhìn thấy bộ giáp này. Với Ragging Wolf thì anh em có thể phối hợp được nó với rất nhiều lối build khác nhau, ví dụ như là lối build dành cho hệ Strength hoặc là lối build dành cho hệ Samurai Bloodlord. Còn về thanh Blasphemous Play thì đây là thanh bảo kiếm của Rykat, một trong 9 vị á thần trong Elden Ring và cũng chính là chúa tể của khu vực núi lửa Volcano Manor. Thì Blasphemous Play có một skill cực kỳ mạnh có tên là Taker's Flame. Khi sử dụng skill này thì anh em sẽ nâng thanh kiếm lên cao, đốt cháy nó bởi ngọn lửa Blasphemous, và sau đó anh em sẽ chém nó xuống mặt đất, tạo ra một dòng chảy dung nham, đốt cháy và hút máu toàn bộ mọi mục tiêu đụng trúng phải dòng chảy này. Thanh kiếm này có ngoại hình khá là dị bởi vì nó được bao quanh bởi rất nhiều dung dế. Thế nhưng cũng nhờ vào ngoại hình kỳ dị này mà nó có một nội tại rất đặc biệt, đó chính là nội tại hút máu. Chỉ cần anh em cầm thanh kiếm này trên tay, bất kể là anh em có sử dụng thanh kiếm để tấn công hay không, thì khi xung quanh có kẻ địch bị chết, anh em vẫn sẽ được hồi lại một lượng máu nhất định. Ok, bây giờ mình sẽ đến với bộ giáp Ragging Wolf trước nha. Thì lý do mà mình sẽ đi lấy bộ giáp này trước là bởi vì nếu anh em giết xong rắn thần Rykat để lấy thanh Blasphemous Play, thì sau khi Rykat chết, mọi nhân vật NPC ở trong khu vực núi lửa sẽ đều biến mất. Do đó thì anh em sẽ không thể làm được cái questline để lấy được bộ giáp Ragging Wolf. Ok, bước đầu tiên để lấy bộ giáp này là anh em sẽ di chuyển đến phần cửa vào của dinh thự Volcano Manor. Ở đây thì anh em sẽ chạy vào bên trong dinh thự, mở khóa điểm questline trong đó và nói chuyện với Lady Tanis để bắt đầu nhận cái questline lấy giáp. Sau một vài đoạn hội thoại thì anh em sẽ chọn option John Volcano Manor. Và sau một vài đoạn hội thoại nữa thì anh em sẽ nhận được một chiếc chìa khóa Drawing Room Key. Sau khi nhận được chiếc chìa khóa này thì anh em sẽ đi tìm một căn phòng và sử dụng chiếc chìa khóa để mở nó ra. Ở trong căn phòng đó thì sẽ có một chiếc bàn. Anh em lại gần chiếc bàn đó và anh em sẽ nhặt được một lá thư màu trắng. Tiếp theo thì anh em sẽ nói chuyện với anh kỵ sĩ Bernard. Sau đó anh em sẽ chọn option I Understand. Sau khi đã nói chuyện xong thì anh em sẽ dịch chuyển đến một vị trí có hình dấu chấm đỏ trên bản đồ Limgrave. Ở đây thì anh em sẽ thấy một cái dấu triệu hồi màu đỏ ở dưới mặt đất. Anh em sẽ ấn vào nó để xâm nhập vào một thế giới khác. Ở đây thì anh em sẽ đánh nhau với một anh kỵ sĩ có tên là Onai Isvan. Và sau khi tiêu diệt xong anh Isvan, anh em sẽ quay trở lại Volcano Manor, nói chuyện với Lady Tanis. Thì sau một vài đoạn hội thoại, anh em sẽ nhận được spell Magma Shot. Sau đó thì anh em sẽ vẫn tiếp tục nói chuyện với bà cho đến khi kết thúc đoạn hội thoại nha. Sau khi nói chuyện xong thì anh em sẽ chạy lại điểm Redside gần đó, chọn pastime sang buổi sáng ngày hôm sau. Sau đó anh em sẽ chạy vào chiếc bàn hồi nãy và anh em sẽ nhặt được lá thư màu trắng thứ hai. Với lá thư này thì anh em sẽ dịch chuyển đến vị trí có dấu chấm đỏ trên bản đồ cao nguyên Dectus. Ở đây thì anh em cũng sẽ xâm nhập vào một thế giới khác và đánh nhau với một anh nhân vật NPC. Và sau khi tiêu diệt xong anh nhân vật này, anh em sẽ quay trở lại Volcano Manor. Sau đó anh em sẽ nghỉ tại điểm Redside, chọn pastime sang sáng hôm sau. Sau đó anh em chạy đến nói chuyện với anh Bernard. Sau một vài đoạn hội thoại thì anh em sẽ nhận được lá thư màu trắng thứ ba. Với lá thư cuối cùng thì anh em sẽ di chuyển đến vị trí có dấu chấm đỏ trên bản đồ của thủ đô Lindale. Thì anh em có thể di chuyển đến một điểm Redside nằm gần đó có tên là West Capital Rampart. Từ điểm Redside này thì anh em sẽ đi tìm một khu hội trường. Ở trong khu hội trường đó sẽ có một cái dấu triệu hồi màu đỏ. Anh em ấn vào nó và anh em sẽ được gặp và đánh nhau với Vagram Bloody Wolf. Thì sau khi tiêu diệt xong anh Thanis này cùng với một anh pháp sư khác thì anh em sẽ nhận được bộ Ragging Wolf. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến với thanh Blasphemous Blade nha. Để lấy được thanh kiếm này thì anh em sẽ cần phải đi tìm và đánh nhau với chúa tể mãng xà Rykat. Thì để đến được vị trí của con boss này sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là anh em sẽ đến đó thông qua questline của Lady Thanis. Với cách này thì nó sẽ chỉ dành cho anh em nào đã mở khóa được khu vực núi tuyết Mountain Top of the Giant. Để thực hiện được cách này thì ở phần đầu của nó, anh em cũng sẽ làm giống y hệt cái questline để lấy bộ giáp Ragging Wolf. Đó là anh em cũng sẽ gặp Lady Tanis để nhận nhiệm vụ.
sau đó đánh nhau với một anh kỵ sĩ ở Lim Cray, và tiếp theo đánh nhau với một anh NPC ở cao nguyên Dectus. Thì sau khi đã đánh nhau xong với anh NPC ở khu vực cao nguyên Dectus, anh em sẽ quay trở lại Volcano Manor. Thì thay vì nói chuyện với Bernard để nhận được lá thư trắng, thì anh em sẽ chạy đến nói chuyện với Lady Tanis để nhận được thanh Katana Serpent Bone Blade. Sau đó anh em sẽ tiếp tục nói chuyện cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, và rồi anh em sẽ chạy vào bên trong chiếc bàn và anh em sẽ nhận được một lá thư màu đỏ. Với lá thư đỏ này thì anh em sẽ di chuyển đến vị trí này trên bản đồ băng tuyết. Ở đây thì anh em sẽ xâm nhập vào một thế giới khác và đánh nhau với một anh kỵ sĩ máu, Juno Horslow. Và sau khi tiêu diệt xong anh kỵ sĩ này, anh em sẽ quay trở lại Volcano Manor, nói chuyện với Lady Tanis. Sau một vài đoạn hội thoại thì anh em sẽ nhận được Talisman Taker's Cameo. Sau đó anh em sẽ tiếp tục nói chuyện với bà và chọn option See the Lord. Và sau đó anh em sẽ được đưa đến khu vực của Rykat. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với cách thứ hai là di chuyển thông qua một cánh cổng dịch chuyển. Thì cách này sẽ không đòi hỏi anh em sẽ cần phải mở khóa được khu vực map tuyết, nhưng nó sẽ dài hơn so với cách thứ nhất. Ok, từ vị trí này thì anh em sẽ chạy đi tìm một đường hầm bí mật để nó đưa anh em ra ngoài một nhà thờ nhỏ. Ở đó thì anh em sẽ mở khóa được điểm Gridside đầu tiên. Từ đây thì anh em sẽ chạy ra ngoài đi tìm một căn phòng nhỏ, ở trong đó thì anh em sẽ mở được điểm Gridside thứ hai. Sau khi đã mở khóa được điểm Gridside này, bây giờ anh em sẽ đi tìm một chiếc tay kéo để nâng một chiếc cầu đang bị chìm ở dưới dung nham lên. Sau khi chiếc cầu đã được nâng lên, anh em sẽ chạy vào bên trong một nhà thờ để đánh nhau với một con boss có tên là Godskin Béo. Thì việc nâng chiếc cầu bị chìm ở dưới dung nham lúc nãy lên là để lỡ anh em đánh nhau với con Godskin này mà không may bị nó đè bẹp, thì anh em sẽ dịch chuyển đến điểm Gridside có tên là Prison Town Church. Từ đây thì anh em sẽ chỉ cần chạy một đoạn ngắn là anh em sẽ quay lại được chỗ con boss. Còn không thì sau khi anh em chết, anh em sẽ phải chạy một đoạn rất dài thì mới có thể quay lại được chỗ con Godskin này. Ok, sau khi tiêu diệt xong Godskin Béo và lấy được điểm Gridside thứ 3, anh em sẽ bước lên một cái thang máy để nó đưa anh em lên tầng bên trên của nhà thờ. Từ đây thì anh em sẽ chạy đi tìm một cái cổng dịch chuyển, bước vào trong nó và anh em sẽ được đưa đến chỗ của Rykat. Ok, và sau khi tiêu diệt xong con mãng xà này thì anh em sẽ nhận được cái Remembrance of the Blasphemous. Sau đó anh em sẽ quay trở lại Roundtable Hall, gặp Two Finger Reader, chọn option Receive Power from Remembrance. Và sau đó anh em sẽ đổi cái Remembrance này để lấy thanh Blasphemous Play. Để sử dụng được thanh kiếm này thì anh em sẽ cần phải có ít nhất 22 điểm cho Strength, 15 điểm cho Dex và 21 điểm cho Faith thì mới có thể sử dụng được.
Ok, vậy là mình đã hướng dẫn anh em xong cách để lấy được bộ Ragging Wolf và thanh Blasphemous Blade cực kỳ xịn ở giai đoạn giữa game. Nếu anh em muốn xem thêm lối build về thanh kiếm đặc biệt này thì hãy ủng hộ mình bằng một like và một subscribe để không bỏ lỡ những video hướng dẫn về Elden Ring tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.